Nãy giờ ba dắt ba con vô. Kính thưa quý vị khán giả, hiện đang trận đấu hai đội Manchester United và Chelsea đã diễn ra được hơn 20 phút đồng hồ. Khi chúng ta đã biết thì chiến thắng của đội này đã rời quan trọng với đội bóng Chelsea Manchester United. Chúng ta hãy chờ xem giữa Chelsea Manchester United ai sẽ thua đội trong buổi nãy năm nay. Chúng ta hãy cùng nhau chờ xem phút 45 phút cỡ với hiệp một thì gì sẽ xảy ra nhé thưa các bạn. Dạ ba con. Ba. Sao ba con ăn mặc gì kỳ cục vậy? Tại hồi nãy đi ngoài đường xe xúc dây sên nên bị dướng vô cái quần, rồi ba con rách miếng quần, xong ba con cung xuống, ba con sửa xong rách luôn cái áo. Không có gì đâu, để con kêu ba con. Ba ơi. Hả? Ba. Hả? Cái gì? Tới nhà đàn gái rồi. Hả? Tới nhà đàn gái rồi. Là sao? Tới nhà đàn gái rồi. Ủa, tao đâu có biết đâu mày ra dữ vậy? Ủa, vô giải thích với người ta sao? Mày cứ nói là tao đeo đồ máy trợ thính. Nhưng mà ba đeo, nhưng mà ba thương con nha. Ba thương biết gì con giống mẹ. Dạ ba vô chào hỏi người ta một tiếng đi. Dạ hỏi. Bây giờ vậy nè, ba vô ba nói một tiếng thôi mà người ta chịu cưới á là con cho ba về coi đá banh liền. Nhanh nha. Dạ. Tao đi coi đá banh. Nói một tiếng rồi. Dạ. Rồi. Dạ. Phải không? Nói nghe nè. Cho cưới không? Cho cưới không? Cưới nha. Dạ cưới nha. Dạ cưới. Cưới. Về. Chịu rồi. Chịu cưới rồi. Bác ơi, cái gì vậy? Ba con đi ngoài đường thôi, không có gì. Đáng tại gì? Dạ con hơi mướn này để hỏi tao. Làm gì anh? Hả? Anh vô nhà tôi. Gỡ cái này ra. Ông vô nhà tôi á, ông đợi hỏi cưới con gái tôi. Tôi chưa kịp trả lời ông đòi đi về làm sao? Chồng của em còn chưa gặp mặt nữa mà. Bây giờ đòi đi về làm sao? Đi về được, đi về luôn nha. Đừng có dắt cái mặt qua đây nữa nghe chưa? Cảm ơn đã đuổi. Về. Về đi, rửa cát qua hỏi. Ta nói vậy thôi chứ chưa đuổi mấy đâu. Nhớ nghe mày. Dạ. Một lần nữa thôi nha. Ông. Hả? Hôm nay cha con rích làm sao á? Hôm nay cha con rích sao vậy? Ông sao vậy? Tôi sao vậy ta? Tôi nói gì mà ông nói lại cha vậy? Sao nay tôi kỳ vậy? Ai nói gì tôi cũng nói lại cha vậy? Tôi mệt rồi quá. Chị Xui. Ngày hôm nay tôi qua đây á, tôi nói thiệt với chị, xin lỗi chị. Tính tôi rất là rốt rẽn. Dạ. Hả? Qua là hễ mỗi lần là tôi qua đây á, tôi muốn gặp chị á, là để tôi hỏi cưới. À, dạ. Nói chung á, là... tôi trong lòng tôi á thôi gì vậy? Ông làm gì tự nhiên anh xui té mà không đúng cười hả? Ủa xui té hả? Xin lỗi xui mới té xui. Xin lỗi ai xui té đẹp quá. Trời ơi. Lát xui có chiếu chậm lại không cho tôi coi lại. Té đẹp quá. Dạ. Xuống lại giùm tôi đi. Ủa sao? Không có nói tiếng nào nữa nghe chưa? Không nói ha. Dạ thưa chị xui. Trước là tôi qua đây hỏi thăm anh chị. Dạ. Sau nữa đó là tôi muốn gặp anh chị. Dạ. Để tôi hỏi về cháu Phan Đề Sa. Cái gì vậy? Phan Đề Sa. Cái gì vậy? Anh Phan Đề Sa. Phan Đề Sa nào? Con tôi là Nguyễn Thị Sa mà. Phan Đề Sa nào? Không có Phan Đề Sa là vô rồi. Nhưng mà bây giờ phải có Nguyễn Thị Sa mới có đám cưới. Ý là tôi nói cháu Nguyễn Thị Sa. Dạ. Nói chung là ngày hôm nay tôi dẫn con của tôi qua đây. Dạ. Để gặp con Sa ha. Dạ, con Sa con chị. Dạ. Thôi anh cho tôi nói một lời. Dạ. Trước sau gì á, hai bên gia đình mình cũng là thông gia. Dạ. Thôi mình cứ nói chuyện thẳng thắn thoải mái với nhau, không có gì mà phải căng thẳng. Dạ. Tôi nói vậy đúng không ông? Đúng rồi, trước sau gì cũng thông gia, cứ việc nói thoải mái đi một không. Dạ. Rồi đã quá. Nói chung là ngày hôm nay tôi đưa thằng con trai tôi qua đây. Dạ. Để gặp con Sa nhà chị. Xuân. Chạy ba con đi ngoài đường rồi xong ba con vui là vậy. Ba con vui. Dạ, nói chung là rất là vui. Dạ. Sao ba? Vui rồi. Sao một ba? một điều. Giờ lo cho con. Một điều hay quá. Mất má nữa. Ê. Cái gì anh chửi má tôi anh? Trời ơi ông. Hả?
Ủa tôi chửi anh rồi nè. Tôi mới nghe đập bàn chửi má nó đó. Dạ anh xin lỗi anh nha, tôi kêu vợ tôi. Tôi nói má nó ơi. Dạ, xin lỗi anh xui. Má nó ơi, qua đây tao nói nghe. À, tôi kêu rồi. Bữa nay làm gì vậy? Hả? À, kêu mấy con cha này qua chi vậy? Hả? Ta đang dẫn một không rồi tự nhiên dắt xui xẻo qua đây chi vậy? Đỡ một điều mà thấy không? Tự nhiên tao nói cái chữ xui nó xui lắm mà. Cái gì vậy? Hôm nay hôm nay mà xui xẻo cái gì không biết nữa, không biết. Hôm nay người ta qua coi mắt con gái mình mong nói cái gì vậy? Bữa nay coi mắt hả? Ừ. Cái thằng này khùng quá. À, thôi thôi thôi, nói nhanh đi, nói nhanh đi. Bây giờ gì nè? Bà rót nước mời nó uống mẹ nó được không? Không, chưa đâu. À, tôi muốn qua đây á, trước là tôi thăm anh chị. Dạ. Sau là tôi muốn uống miếng nước. Dạ. Rót nước qua mời uống mẹ đủ. Dạ 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 dạ, mời mời xin lỗi. Rồi đi bà. Sa. Một điều ra rót nước nè con. Dạ. Dạ anh chờ con chút xíu ra. Trời ơi. Gì vậy? Đồng có uống gì? Sao vậy? Dạ. Mày cưới vợ hay mày cưới con khùng vậy? Trai của ông Cận Thị không thấy đường thì có. Trời ơi con té vô tủ quần áo không á. Trời ơi con gái con nước. Tao nói rồi đi đứng cho cẩn thận. Tao rút nước con. À, dạ. Làm coi cho được nha. Anh đích hả? Con mày cưới con này về nó cắn mày chạy nọc đó nha. Dễ thương mà. Trời ơi, cái gì vậy ta? Cẩn thận. Cái đẹp mà không có duyên hả mày? Thôi mệt quá. Dạ không à con. Đợi nó ra rót nước, để tôi rót nước tôi mời anh sướng hơn nha. Dạ dạ, thôi em bác. Bà ráng đi, ở giờ đang mời nước coi. Ta đang nghe, ta đang đó. Dạ. Mời vô. Trời ơi. Ông, làm gì vậy? Tức quá, bị gì mà giết gì? Thôi quá. Vô mặt tôi hết rồi. Ủa vậy anh, xin lỗi. Xin lỗi anh. Xin lỗi. Qua đăng. Không nha. Thôi bỏ qua đi, bỏ qua đi. Qua đi. Chuyện lỡ tay không ai muốn. Sao ạ? Tôi nói cho anh chị nghe. Trước á là tôi qua hỏi thăm anh chị. Dạ. Sau nữa đó là tôi xin cho hai đứa nó. Yeah. Yeah. Ba con vui là hay ve nên nói chuyện với bác hai bác vui nên ve vậy thôi chứ gì mới bắn nhé. Ba bác ơi, kêu ba con ngừng lại coi. Ba ba ơi, cái gì vợ mới tướng nó thấy ghét không? Thấy ghét, thấy ghét lắm phải không? Rít mày cho tao mượn cái đứt coi. À, chứ gì vậy bác? À, bảo ra gì? Ủa con ăn mừng với ba hả? Hai một, hai một, hai một. Ba nói gì hai một mà bên kia căng kìa. Chứ mình ba thứ gì đó. Ba nói gì hai một mà bên múa kia căng được. À hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu cái gì ba? Bình thường là sushi, sushi, sushi. Sushi gì? Sushi. Ba, ba múa sushi. Hả? Tao biết cái thằng này là ai rồi. Coi tôi qua chào hỏi nè. Chào hỏi thể thao đàng hoàng. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh. Sôi. Biết rồi ha. À. Mà u không? À, mu mu là tôi đó. Si si đó. Si si xanh lè đó. Vợ mẫn áo đổ quét thấy ghét rồi. Mười mười á nghe, mười nha. À, mười kiểu, mười cái. Vui vui vui. Thân tình với nhau. Sư gia bất tình thân ánh rồi. Mu mu. Bớt nổ nha. Mới ghét nửa trái nha. Cỡ đó là ăn được rồi. Vậy là giờ hai người bên thân tình á. Vui 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 vui. Hai ông nói cái gì Sư ơi. Không hiểu cái gì. Bữa nay nói thì... À, anh chị xui tôi vui quá, để độ lên con, để dạ, độ dạ, lên dạ. Con. À, đáng lý ra ngày hôm nay tôi tới đây là dạ. Để trước là tôi thắp nhang cho bàn thờ ông bà dạ. Nhưng bây giờ tôi không thấy cái bàn thờ thôi thì mượn hai cô hồn sống này để tôi nói chuyện cũng được. Mượn hai anh chị để tôi có đôi lời với ông bà tổ tiên. Dạ. Kính thưa ngài Alex Wilson. Nghe cái gì? Tôi không làm với cái thằng cha Alex Ferguson á, là ông cứu đội của ông à. À không phải, không phải, lộn lộn. À, kính thưa tổ tiên. Dạ. Dạ nhờ sự chỉ bảo rất tận tình của tổ tiên mà thằng Đô con tôi nó trở thành quả bóng vàng. Đô nào má, Đô nào. Đô nào, Đô anh mày đó. Đô nào, tao nó là con rồi. Trong cái gia phả tao ghi tên nó rồi. Nhưng mà Đô đâu biết ba đâu. Đâu có cần biết, nhận con tinh thần thôi. Nhưng mà sau này đó tao ghi di chúc là từ đường hương quả là chia cho nó một nửa. Trời ơi khổ quá, ba lo cho thằng Rít đi. Ba lo cho thằng Rít cho con. Thằng Rít không đáng lo, con là Rít. Dạ. Con có nhiều chân, thằng Đô anh con nó có hai chân thôi. Trời ơi, cho nó nhiều hơn.
con làm sao vậy ông? Em biết kể cha nó. Dạ thưa anh chị, ngày ở đây, ở đây, ở đây. Ăn mừng, ăn mừng, ăn mừng. Hai cây kéo hả? Hai đều rồi. Cái gì? Cái thằng bóng vàng mà nó mới vừa nói á, dẫn bên xuống khung thành, cái dùng kỹ thuật cá nhân mày đặt đá vô lái cái bụp vô gôn nhà. Sao mô 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 hai hai. Hai đều là con gì tao nói vậy á? Ba ba ba. Ba ráng đi. Tôi nói sao miễn mày, cha hiểu được rồi. Mày gạch tên thằng Đô trong cái tờ sổ gia phả cho tao. Từ nay trở đi tao từ nó. Không nhận nó làm con nữa. Mà anh biết không? Anh biết không? Không cần biết. Tự mình làm đi. Tự mình làm luôn. Buồn quá, hai điều. Không, nhắc tới ông bà tổ tiên, tự nhiên tôi nhớ ông cụ thân sinh của tôi. Hai điều rồi chị Xuân. Hả? Không, 22 năm rồi. 22 năm rồi nên tôi buồn lắm. 10 triệu trên. 10 triệu gì? Không, 10 triệu năm sau tôi cũng không bao giờ quên cái ngày ấy. Trời đất ơi. Thật sự là tôi buồn lắm chị Xuân. Tôi buồn mà tôi không biết. Xuân vô, yeah. Cái gì vậy con? Ba con buồn vui lẫn lộn con. Go, go, go. Ale, ale, ale. Go, go, go. Ale, ale, ale. Ngoài kia nắng vàng tung tăng ngày mưa. Và ở trong này ông xuôi điên rồi. Ta 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 ta. Giờ sao ba? Gì vậy? Giờ sung lại phải không ba? Gì vậy? Chị Xuân. Tự nhiên trong lòng tôi rất là vui. Ngày hôm nay tôi gặp chị, tôi thật sự tôi không biết nói chuyện gì. Chị tên gì vậy? Hả? Chị tên gì? Chị tên gì? Lâu quá mày hỏi tên tôi á. Tôi tên Trâm. Hả? Trâm Tròn hay là gì? Trâm Cú hả? Ba ba, Trâm Trâm ở đây là trời mưa lâm râm cây Trâm có trái rồi đó. Trời mưa lâm râm cây Trâm có trái rồi. Con gái có chồng, con gái có duyên lòng tiền có lỗ. Dạ thôi. Chị có mấy lỗ? Gái có chồng là không có vợ đó hả? Dạ. Đây là chồng chị hả? Dạ, chồng tôi. Hai đứa lấy nhau lâu chưa? Có hôn thú gì không hay là sống thử? Nhìn anh nhiều rồi nha. Nhìn anh nhiều rồi nha. Quê anh nói cái gì đó không à? Dạ ba con vui. Ông, ông ngồi ông nghe gì mà ông nhìn được hả? Chết mày rồi. Chết mày rồi. Chết. Trời ơi đẹp quá ông trời ơi. Ba đẹp điều. Quá. Ba điều, ba điều. Tao nói là đứng gần con mẹ đó là xui lắm mà. Mày đừng có nổ nha con. Mày đừng có nổ. Việc gì thôi. Cái gì việc gì? Trong này nó nói việc gì nè. Việc gì đâu mà việc gì? Trong này nó nói việc gì? Rõ ràng tao thấy không có việc gì mà. Ông làm sao thấy được? Trong này nó nói tôi nghe. Mày không tin phải không? Cho mày coi việc luôn gì? Nè. Trời ơi, tức cái thằng xui này quá. Đi nè. Trời ơi. Con này nghe ra chỗ khác coi. Coi đi nó. Việc gì mà? Trời ơi, nó dắt banh xuống à, đưa cho banh ngon lành rồi đổi đầu vô gì mà là việc gì à? Việc gì? Việc gì cái móc xì? Trong này nó nói việc gì à? Mày có dòm thấy cái chữ số 3, số 3 cái gì vậy? Hai ông vừa phải thôi nha. Chuyện con cái không lo, tối ngày nó banh với nó bóng. Dẹp hai ông bóng lên đi. Lít. Dạ. Vô đây nói biểu. Vô. Đi hết đi. Bực việc gì? Vậy? Giờ sao? Tưởng mày có quyền hả? Việc gì? Việc gì hồi nào đi nè. Việc gì mà? Trời ơi, ba rõ ràng mà việc gì? Thôi mở coi chứ. Tắt đi. Vô duyên mà mở. Không coi nữa. Để tao mở. Ăn da. Mở à. Tắt. Ê tao quạo lắm rồi nha. Tao giục cái tivi bây giờ. Giục đi. Tao hả? Tao gỡ được mấy triệu. Tao mà giục đâu có trôi. Tivi của mày đâu phải của tao. Trời ơi. Trời mày đập luôn đi. Cái thằng này mày ác lắm nghe, cái thằng quỷ. Ý có hình. Có hình lại vậy. Ê chết cha mày rồi, phạt đền. Tắt thằng. Không thể coi nữa. Tắt, không thể coi nữa. Bây giờ tao không coi trái mặt đền này hả? Trái phạt đền này đá không vô tao cũng thắng mày. Chấp tao nửa trái mà. Mày đừng có gáy. 10 triệu tao coi cái đó coi như tao thí cô hồn. 10 triệu thí cô hồn à. Ê già cả lớn tuổi rồi nghe. Chơi cờ bạc không có chơi thí cô hồn nha mày. Ê mày nói chuyện mà không có chỉ nữa mày. Ê tao chỉ mày cho tao vỗ mày luôn. Ê tao vỗ mày 2 cái nè. Tao vỗ mày 3 cái luôn nè. Tao vỗ mày 4 cái à. Tao chọt vô con mắt mày luôn nè. Ê mày ngon mày chơi tao không? Công phu nè mày. Sợ quá mày công phu hả?
Ê, biết này gì không mày? Mày đang hút thuốc chứ mày làm gì? Con bảy nữa mày. Con bảy, con khỉ, con bảy tao sợ mày hả? Mày ngon mày chơi không? Ôi, mày không sợ không con bảy phải không? Không đó mày. Con. Dạ. Vô nhà lấy dao phay tao chém chết mẹ này coi. Mày đi lấy cho tao cái mền coi. Lấy cái mền chi ba? Tao nghe ông chém tao lạnh người quá. Ôi, trời ơi. Ủa mày không sợ tao hả? Nhưng mà tao thiếu con hồn. Mày thiếu con hồn cái gì? Cái thằng quỷ đỏ. À, cái đồ quỷ xanh. Ờ, cái đồ quỷ đỏ. Ờ, tao thiếu con hồn đó. Thiếu con hồn cái gì? Ờ, rồi sao? Ba. Trời ơi. Vậy. Nhịn đi ba. Không nhịn. Nhịn đi gì mà nhịn. Trời ơi. Không nhịn vậy. Nhưng không mà con đừng có làm gì, ba kiếm thằng khác ba gả cái thứ quỷ đỏ. Tao con khác cho mày. Nhưng mà nhịn đi. Cái thứ mà anh gian. Ba bình à. Cái gì vậy? Hả? Tôi cho ông cái thẻ đỏ nè. Ông cái thẻ đỏ nè. Ê, tôi làm gì bà cho tôi thẻ đỏ? Cái gì? Tôi làm gì bà cho tôi cái thẻ đỏ? Mày muốn cãi gì chưa? Im gì? Tôi là trọng tài. Trọng tài là cha mẹ. Bà là mẹ thằng kia kìa. Bà né đi bà làm giống tôi hả? Ấn Độ gì bà làm gì bà trọng tài hả? Bà như ninja rùa vậy bà biết không? Giống em chưa? Bà đi làm cái gì? Hả? Ông em! Bây giờ tôi quyết định nha. Cái đám cưới này vẫn được tiến hành. Nhưng mà không có mặt hai ông. Ủa sao kỳ vậy? Không có mặt hai tôi rồi tôi làm gì? Hả? Tôi sẽ mướn ca sĩ nhạc sôi động về hát cho cái đám cưới đó là rần rần luôn. Sôi động cỡ nào? Sôi động mà lê vô go à lê 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 không? Sôi động sao? Sôi động sao? Giờ ta chẳng còn chi mà thôi. Đời bạc gian lắm phũ phàng. Ê, nói không phải khen nha. Cũng đẹp trai mà lấy con vợ bị khùng hả? Sâu động, nó rên, nó rốt, nó sâu động. Ý là gì? Bà vừa thấy tôi đang cá độ, bà mướn nó về nó hát bài này thua xúc quần hay chi? Mướn nó về hát cho hai ông sáng con mắt ra. Còn bây giờ, đi ra khỏi sân, nhường chỗ cho ca sĩ người ta hát. Là sao? Mấy con, dạ. Vô phụ dọn giùm bác, chuẩn bị đám cưới. Mày nhớ à, đám cưới không có tao à. Mày, 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 m